Grab Ruby phá kỷ lục mới với mức giá 8.6 triệu Mỹ Kim, tin từ Geneva, Thụy Sĩ. Grab Ruby là một viên hồng ngọc nặng 8.62 carats đã vừa được bán với mức giá kỷ lục là 8.6 triệu Mỹ Kim trong một phiên đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ. Viên đá quý nói trên có màu đỏ như máu bồ câu và từng được ước tính có giá là khoảng 6.8 triệu francs Thụy Sĩ, tương đương là khoảng 7 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên thì nó đã được bán với mức giá kỷ lục ngoài dự kiến là 8.2 triệu francs Thụy Sĩ, tương đương là 8.6 triệu Mỹ Kim. Đồng thời, viên đá này cũng đạt kỷ lục về mức giá trên mỗi đơn vị carat dành cho một viên hồng ngọc là 997.727 Mỹ Kim. Ngoài Grab Ruby, tại phiên đấu giá hôm thứ Tư vừa qua, còn xuất hiện một số món hàng trang sức quý hiếm, trong đó bao gồm một sợi dây chuyền ngọc trai thuộc về Josephine de Beauharnais, vợ của Napoleon. Chiếc vòng cổ nói trên được tạo thành từ 111 viên ngọc trai và có giá là 3.4 triệu Mỹ Kim.